Hoàng Gia Đô xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Đô ạ. Đây là video vào thứ 6 ngày 23 tháng 4 năm 2021. Video tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia Đô xin gửi đến các bác đó là hai mẫu dàn vừa mới về tại cửa hàng của Hoàng Gia Audio trong ngày hôm qua. Thì trong ngày hôm nay thì em cũng xin phép để test hai bộ dàn để gửi đến các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Đó là một bộ dàn đại của hãng Sony có model là V550AV, 3 đường tiếng, bass 20 màng carbon gân vải, và một bộ dàn của dàn chung của hãng Denon. Model của nó là MD1 các bác nhá, MD1. Thì trong hai bộ này thì hôm nay em sẽ làm chi tiết video quay chi tiết góc cạnh cũng như là test tất cả các tính năng còn sử dụng được để gửi đến các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc, để các bác có một cái nhìn khách quan nhất cũng như là có một cái gì đó chi tiết để các bác hiểu hơn và hình dung hơn về những cái sản phẩm mà các bác đang xem và các bác cũng đang có nhu cầu định mua. Và vui lòng các bác xem hết video để được cập nhật những cái thông số kỹ thuật và đặc biệt hơn nhất là giá cả và cũng như là video test của Hoàng Gia Đô trong các clip quen thuộc của Hoàng Gia Đô. Và bây giờ thì em xin phép đi chi tiết bộ Sony đầu tiên. Trước khi vào video này thì Hoàng Gia Đô cảm ơn các bác rất là nhiều khi đã quan tâm theo dõi ủng hộ những sản phẩm của Hoàng Gia Audio ạ. Và nếu thấy video nào hay thì bác xin vui lòng cho Hoàng Gia một nút like nhé. Hãy nhấn nút like hình ngón tay như trên video các bác đang xem, ở phần dưới video các bác đang xem có hình nút like. Và nếu bác chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút màu đỏ có chữ đăng ký, và quan trọng nhất là các bác phải bấm vào hình quả chuông, chọn chế độ rung chuông để được cập nhật khi mỗi lần video Hoàng Gia up lên YouTube thì các bác được cập nhật thông báo ngay về máy và các bác có thể mở ra xem trực tiếp luôn khi các bác muốn chọn những cái sản phẩm ưng ý. Vì có rất nhiều các sản phẩm các bác xem nhưng mà các bác không rung chuông nên là nó tiếp cận với các bác nó hơi chậm, có thể là một ngày hoặc hai ngày sau nó tiếp cận đến cái máy của bác. Thì các bác mở ra thì lúc đấy có thể những sản phẩm các bác ưng ý thì Hoàng Gia đã bán rồi nên các bác không mua được. Nếu các bác rung chuông thì khi Hoàng Gia đăng video phát là các bác nhận được ngay và các bác xem mở và xem luôn, thích thì các bác gọi điện mua luôn và đặt cọc. Đấy là cái vấn đề chắc chắn nhất cho các bác. Vâng, bây giờ em sẽ đi chi tiết cái bộ dàn đại Sony ngày hôm nay. Sony model của nó là V550AV, hệ thống âm thanh 3 đường tiếng, 3 way speaker system. Đấy, bass 20 màng carbon gân vải các bác nhá. Đấy, chiều cao của loa khoảng 50, hơn 50 một chút. Chung giấy, tép đo. Đấy, loa đẹp góc cạnh. Loa đẹp góc cạnh luôn. Cái công suất thì nát em quay phía sau. Đấy, đây là cái loa bên này, rất đẹp các bác nhá. Đây là hàng em còn chưa kịp nâu với các bác nhá. Đấy, nếu mà nâu nên nó sẽ bóng, rất là bóng đấy. Bộ này thì gồm 5 thớt nhưng mà hai cục các bác nhá. 5 thớt nhưng hai cục. Cục đầu tiên là nó sẽ gồm 3 thớt. Cục thứ hai là sẽ gồm 2 thớt. Thớt trên cùng là thớt FM, AM. Thớt thứ hai là thớt chỉnh equalizer hay còn gọi là lọc xỉ. Đấy, bộ này có chỉnh lọc xỉ. Thớt thứ ba là thớt công suất và chọn các chế độ vào của nhạc. Ví dụ như CD em đang nghe CD. Tap là băng cassette, follow đĩa than, tuner FM, video DAT là dành cho các chế độ của TV điện thoại máy tính. Trên này có chức năng chỉnh âm thanh surround này. Đấy. Đấy, surround. Rất nhiều các chế độ hay các bác nhá. Thớt cái thớt thứ hai gồm hai cục đó là tap. Thì hiện nay tap là em không dọn các bác nhá. Em không dọn thì một số bác là dọn lên thì tính thêm tiền thì chi phí nó sẽ cao và một số bác thì cũng không yêu cầu cái này. Đấy, nên em xin phép không dọn. Cái này dọn để sẽ chạy bình thường. Đấy, màn hình hiển thị của tab đây. Đấy, có qua cái thớt tab các bác nhá. Đấy, tab tất cả đây. Đầu tư còn rất là mới này, còn nguyên bụi em còn để nguyên nhá, không vệ sinh luôn. Đấy, thì các bác mà không có nhu cầu thì em xin phép không dọn, vì dọn chi phí cao thì sẽ bán cho các bác rất là khó. Thớt cuối cùng là thớt CD. Thì CD thì nhanh, đọc nhanh, mắt đọc tốt. Màn hình hiển thị rõ nét. Đấy, khi em đang nghe CD. Đấy, đọc mà nhanh trong một nốt nhạc các bác nhá. Đấy, chiều cao của nó thì khoảng chiều cao của cục dàn đây thì khoảng tầm 45. Loa thì cao hơn dàn vì một bộ dàn đầy đủ nó sẽ có một cái thớt đĩa than ở đây, nhưng mà rất ít bộ dàn đại nó tồn tại cái thớt đĩa than. Vì trong quá trình vận chuyển thì những thớt đĩa than rất dễ hỏng và rất dễ vỡ các bác nhá. Nên các bác lưu ý. Nên tại sao các bác để ý những cái bộ dàn đại lúc nào cái cục giữa nó thấp hơn là hai bên loa, vì nó thiếu một cái thớt đĩa than nữa. Đấy, bộ dàn đại nào các bác để ý trên mạng người ta bán vậy, đủ là phải có 6 thớt, tức là phải có một đĩa than nữa. Nhưng các bác lưu ý là trong quá trình vận chuyển thì cái thớt đĩa than ở trên nó là cái lock meca, thì vận chuyển về nó hay bị vỡ và khi nó vỡ thì chúng ta thường bỏ nên là không tính như đĩa than. Đấy, các bác lưu ý như thế nha. Tại sao mà nhiều bác thắc mắc tại sao cái cục dàn ở giữa nó không thiết kế bằng so với cái loa đi mà lại thiết kế thấp hơn, nhưng mà thực ra nó có là thiết kế bằng,
Nhưng mà vì nó là một cái thớt đĩa than thì em nói rồi, đĩa than thì nó về nó vận chuyển rất là hay bị vỡ, mà vỡ thì chỉ có vứt đi thôi các bác nhá. Đó thì bỏ, thì bỏ thì tại sao nó thấp hơn là như thế. Đấy. Bộ này thì ê căng đầy đủ các bác nhá. Ê căng Sony đầy đủ. Loa đẹp góc cạnh luôn. Nói chung là bộ nào của Hoàng Giao về thì đều đẹp góc cạnh luôn chứ các bác. Công suất ở đây thì nó là 100W một loa các bác nhá, trở kháng là 6 ohm và sản xuất tại Nhật Bản. Đấy, model của nó đây. Loa và dàn là khớp nhau. Đấy, em sẽ zoom chi tiết cho các bác này. Đấy, made in Japan. Loa đẹp góc cạnh các bác nhá. Đấy, cục dàn đằng sau đây ạ. Đấy, tất cả cục dàn phía sau đây ạ. Đây là cầu nối loa này, đây là cầu để đấu TV điện thoại máy tính này. Các dây cáp kết nối đầy đủ cho các bác. Công suất của cục dàn là 110W và điện áp là 100V con này. Đấy nhá, trên này em sẽ chia sẻ thông tin chi tiết cho bác này. Đấy. 110W và điện áp là 100V nên các bác lưu ý là cắm đúng điện cho bác nhá. Một số bác không để ý mua về thì đã cắm nhầm điện thì kết quả là nó sẽ hỏng dàn và lại phải mất chi phí đi sửa chữa thôi. Đấy, tất cả các sản phẩm em đều dán chữ chú ý điện 100 hoặc 100V rồi. Tất cả sản phẩm liên quan đến cắm điện này em đều phải dán tem ở trên đó để cho các bác chú ý trên đó. Một số bác biết rồi không sao, một số bác kể cả biết rồi nhiều khi cũng bị nhầm, là chuyện bình thường. Đấy, nên em cũng vẫn rất cẩn thận để dán những cái chú ý lên cho các bác để các bác sử dụng cho đúng. Hoặc là có ai cắm điện thì người ta cũng nhìn cái dòng chữ đó thì người ta cũng bớt cái rủi ro hơn cho các bác. Đấy. Bộ dàn Sony model là V550AV. Bộ dàn đại các bác nhá. Đây là một bộ dàn đại, các bác lưu ý là bộ dàn đại chứ không phải dàn chung. Đấy. Chỉnh equalizer đây. Các bác thích cái chỉnh thì các bác chỉnh đây. Sang trái sang phải, lên này. Đấy, xuống này. Đấy, các bác cứ để ý này, cái này nó xuống này, lên này. Đấy, tăng giảm ở đây hết này. Đấy, có hết cả chế độ này. Đấy, có các chế độ mặc định này. Còn nếu các bác không thích cái đây là flat là cân bằng là thăng bằng. Còn nếu bác nào thích tự chỉnh thì đây. Rất đơn giản thôi các bác nhá. Đây, các bác để ý này. Lên này. Đấy, các bác thấy kìa, con này nó lên này. Tăng bát đấy, đây là tăng bát, tần số thấp là bát. Chuyển về đây thì sẽ là check, phần cuối cùng sẽ là âm tần số cao, tức là thể check đấy. Các bác muốn nghe nhiều check thì các bác nâng check lên. Đấy, các bác để ý nó đã lên đây đầy rồi này. Chỉnh này là chỉnh nó sẽ cân bằng, tự cân bằng hai vế loa các bác nhá. Cái này nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 7 cần gạt. Tức là tương đương 7 trình cần chỉnh equalizer. Và nó là chỉnh equalizer bằng số chứ khoảng này bằng cơ các bác nhá. Nhiều cái là nó cần chỉnh bằng cơ thì các bác phải cầm tay gạt, nhưng cái này nó chỉnh bằng nút nhấn hết. Đấy các bác. Và nó nháy giọt mưa rất là đẹp. Đấy. Đấy, em mời các bác cùng nghe chất âm của bộ này nhá. Nhé các bác nhé, loa đẹp góc cạnh luôn. Đấy. Ok, em xin phép sẽ lấy đĩa ra. Đó. Và báo giá cho các bác bộ Sony model 550AV, 550AV của Sony. Dàn đại các bác nhé, chạy các tính năng CD, AUX, FM, chỉnh có lọc equalizer, chỉnh 7 cần gạt mỗi vế và sử dụng loa 3 đường tiếng cấu tạo là loa bass 20 màng carbon gân vải bass 20 trung giấy tép đom. Bộ sản phẩm ngày hôm nay Hoàng Gia đã bán giá 4.500.000 đồng đó nhá, giá duy nhất trong ngày hôm nay. Đây là cái giá hôm nay rất là muốn gửi đến bác cái giá chốt cuối cùng cho các bác là 4.500.000 đồng. Và tất nhiên là giá không bao ship và nhận ship code toàn quốc cho các bác. Bộ này với bộ 725 hôm trước Hoàng Gia đồ bán 7.500.000 thì gần như chất âm nó chênh nhau cũng không quá nhiều. Đấy là cái cảm nhận riêng của Hoàng Gia Audio. Thì đây là những cái bộ dàn nó giá khá là hợp lý cho các bác về nghe hoặc là để nghe vừa trưng bày cũng khá là đẹp. 4.500.000 đồng giá không bao ship và ship code toàn quốc cho các bác. Cảm ơn các bác. Sang bộ sản phẩm số 2 đó là bộ sản phẩm dàn size trung, cỡ trung của hãng Đơn Ông. Đấy.
Dàn chung thì bát của nó chỉ khoảng 14 đến 16 thôi. Em này thì sử dụng là bát của nó là gân cao su các bác nhá, gân cao su tép giấy. Tép giấy ạ. Chiều cao của loa đâu đó xấp xỉ khoảng 37 cm. Đấy. Chiều sâu khoảng 20. Chiều ngang khoảng 20, loa là 20. Em này thì nó là 4 thớt nhưng mà nó là một cục. Đấy, thì hiện nay thì bộ sản phẩm Đờ Nông này có model là MD1. Đấy, MD1 chạy 3 khay đĩa các bác nhá. Một khay nhưng mà 3 đĩa nằm trên đó. Đấy, các bác để ý đĩa 1 đang chạy nó sẽ nhấp nháy này. Và bộ này thì nó cũng có chỉnh bát check trên máy luôn. Đấy, các bác để ý này. Đấy, khi các bác nhấn check thì nó sẽ tăng cái này lên. Đấy, đây là volume. Đấy. Chỉnh các chế độ Hiwi, Voker, BMG. Đấy, chỉnh bát đây. Super bát, chỉnh có cả bass boost, tức là chỉnh super bass tăng bass. Và bộ này đặc biệt có giải mã quang và cộng và có thể làm giải mã nghe từ TV xuống bằng cổng quang. Cũng như là sẽ có làm giải mã DAC để nghe các bộ dàn lớn hơn được, thì nát em sẽ chia sẻ phía sau video này. Và cái thớt cuối cùng, thứ ba này là thớt MD, thì MD vẫn đọc ok các bác nhá. MD chạy tốt. Đấy, đĩa MD đây. Chạy ok luôn. Thớt cassette thì hỏng rồi các bác nhá. Thớt cassette thì hỏng không chạy các bác nhá. Đó. Thớt cassette thì không chạy các bác lưu ý. Đấy. 4 thớt nhưng là một cục. Loa của nó rất đẹp ạ. Đờ Nông. Đó. Bây giờ em mời các bác cùng nghe thử nhá. Đây là em đã tăng super bass rồi, có để cái kia nháy của nó đây. Đấy. Đây là tắt bass này. Bật bass này. Đấy, tiếng bass nó rất là mạnh. Tăng bát này. Đấy. Đến 6 là hết nhá. Tép như thế này. Đấy. Giảm đến âm 6 này. Tăng đến 6 là hết này. Đấy. Rất hay đúng không ạ? Đây là phía sau của bộ dàn. Đấy, loa đẹp góc cạnh luôn các bác nhá. Bộ này có công suất là 70W, trở kháng là 8 ohm và sản xuất tại Malaysia. Đấy. Đấy, có cả dấu ở dưới phía dưới loa các bác này. Cả dấu chụp này, không hơi phía sau. Đây là cục dàn á. Đây là cổng quang này, một cổng out và một cổng in để cắm TV điện thoại máy tính này. À, cắm điện máy TV thông minh sẽ cắm qua cổng in này. Và các bác có thể lấy tín hiệu được cổng out này. Đấy. Còn các thiết bị không có cổng quang, nhất là điện thoại hoặc máy tính thì các bác cứ cắm vào cổng in vào đây. Đấy. Công suất của cục dàn này là 100W luôn. Điện áp 100V. Công suất 100W. Đấy, cũng ngang cái bộ Sony các bác nhá. Bộ Sony là 110 thì bộ này là 100. Công suất cũng khá là lớn nhá. Đấy, và nói chung là bộ dàn đẹp xuất sắc luôn. Góc cạnh loa đẹp xuất sắc các bác nhá. Căng đầy đủ. Ê căng đầy đủ các bác nhá. Bộ này thì ê căng đủ đẹp, đầy đủ luôn. Bát này là bát 14 thôi nhá. Bát này là bát 14. Đấy. Cái màu rất là đẹp. Và bây giờ em xin test đến MD này. Này, test MD nhá. Test đĩa MD cho MD có chạy không bác nhá. Đấy, MD chạy rồi này. Đấy, MD. Đấy, đây là MD. Chuyển bài này. Chuyển bài MD này. Đấy, MD chạy các bác nhá. MD chạy ok luôn đấy. CD của nó đây ạ. CD là 3 khay đĩa. Đấy. Một khay 3 đĩa. Chính xác là một khay 3 đĩa thì đúng hơn là bác nhá. Đấy. Và đây, chuyển chế độ AUX Digital Analog đây. Thì đây, AUX có chữ Digital thì nó là cổng quang. Các bác để ý ạ. Còn nếu mà AUX mà không có chữ Digital màu đỏ thì nó là Analog bình thường. Đấy, các bác lưu ý. Đấy, có thêm chữ đỏ ở đây nữa thì nó là cổng quang. Các bác lưu ý. Bộ sản phẩm Đờ Nông model là MD1. Dàn chung chạy CD ok, MD chạy có cổng giải mã quang, chạy FM AM ok, đầy đủ tất cả các chức năng, thì thiếu mỗi cái cổng cassette là không chạy thôi. Giá của bộ sản phẩm Đờ Nông ngày hôm nay, Hoàng Giao xin phép để cho các bác giá 3.500.000 đồng các nhá, 3.500.000 đồng cho bộ Đờ Nông MD1.
Đó, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Có hai bộ sản phẩm thôi, một bộ dàn đại Sony model V550AV và bộ MD1 của Đờn Ông dàn chung. Cảm ơn các bác đang theo dõi video này. Mọi thông tin chi tiết cũng như mua hàng, các bác liên hệ với Hoàng Gia Auto theo số điện thoại như trên tấm biển ạ. 0975 884 009. Địa chỉ mua hàng ở cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video mới nhất của Hoàng Gia Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.